Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được coi là một trong những tội phạm lần đầu tiên xuất hiện xảy ra vào đầu tháng 5 năm 1974 tại Singapore. Một người phụ nữ biến mất rồi lại xuất hiện theo cách khủng khiếp nhất. Một kẻ gây án khó ngờ và thoát bản án nặng nhất trong gang tấc. Những dư âm để lại cho tới tận ngày nay. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Mất tích. Cộng hòa Singapore, quốc đảo có hình dạng của một viên kim cương với hơn 60 đảo lớn nhỏ bao quanh, cùng với những dự án đắp biển xây đảo nhân tạo giúp cho diện tích đất của quốc đảo này đã tăng từ 581,5 km2 ở thập niên 1960 lên con số 697,25 km2 và có thể sẽ còn tăng thêm 100 km2 nữa đến năm 2030. Singapore với 4 thứ tiếng chính thức là một trong 5 thành viên tham gia sáng lập ASEAN, là một trong những trung tâm thương mại lớn của thế giới và là một trong những cảng biển bận rộn nhất trên toàn cầu. Singapore cũng liên tục được xếp hạng cao trong hầu hết các bảng xếp hạng quốc tế, chẳng hạn như là các bảng xếp hạng toàn cầu về chất lượng kinh tế, giáo dục công, chăm sóc sức khỏe, sự minh bạch của chính phủ hay là tính cạnh tranh kinh tế. Mặc dù Singapore ở ngày nay được đánh giá là có tỷ lệ tội phạm và tình trạng phạm tội thấp, thế nhưng giống như nhiều nơi trên thế giới, ở Singapore có tồn tại tội phạm, bao gồm cả các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước kể từ khi giành được độc lập vào năm 1965 trở đến nay. Và trong số video kỳ này, hãy cùng với Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào năm 1974, được coi là vụ án phân nhỏ kinh hoàng bậc nhất đầu tiên tại quốc gia này và là một trong những vụ án khủng khiếp nhất từng xảy ra ở Singapore cho đến nay. Tất cả bắt đầu từ một tin trình báo mất tích. Khuya ngày 9 tháng 5 năm 1974, chuông điện thoại đường dây nóng khẩn cấp ở đồn cảnh sát Paya Lebar nằm trong khu quy hoạch Paya Lebar ở phía đông Singapore đổ dồn inh ỏi. Đồng chí trực ban vội vàng nhấc máy. Ở phía đầu dây bên kia, một gia đình nọ nhanh chóng trình báo rằng nhà họ có người ra ngoài mãi mà không thấy về. Ngay lập tức, thông tin được chuyển tiếp và đơn vị chức năng ngay trong đêm đã tiếp cận với nguồn báo tin. Đó là một gia đình sinh sống ở khu biệt thự liền kề Senate Estate, nằm giữa hai đại lộ lớn là đại lộ Vạn Thọ và đại lộ Phen Gạch, nơi được mệnh danh là khu nhà ở được quy hoạch lớn nhất Singapore ở thời điểm đó. Các biệt thự của gia đình báo tin tọa lạc trên mặt đại lộ Phen Gạch, uy nghi, đồ sộ. Người báo tin là ông Sim Keng Soi, 54 tuổi, là một thương gia dệt may giàu có tại địa phương. Theo thông tin do ông Soi cung cấp, thì vợ ông, bà Quách Lê Anh, tức là Phạm Lê Anh, 53 tuổi, có tên gọi khác là Phạm Thư Thanh, rời khỏi nhà từ buổi sáng cho đến tối khuya cùng ngày vẫn chưa thấy trở về. Lần cuối mà bà được nhìn thấy là vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 5. Bên cạnh đó, các con trai còn cung cấp thêm thông tin rằng trước khi đi, bà Anh có dặn lại với các con là sẽ đi thăm mợ. Tuy nhiên ông Soi sau khi đợi đến khuya mãi vẫn chưa thấy vợ về, đã vồn vã đi hỏi thăm khắp nơi, kể cả người mợ, thì tất cả đều cho ông có chung một câu trả lời là không ai hay biết về tung tích hay bất cứ tín hiệu nào ở hiện tại của bà Anh. Mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình, người thân và bạn bè cho đến lúc này đều không có kết quả. Quá tuyệt vọng, giải pháp cuối cùng được họ đưa ra là gọi điện báo tin cho cảnh sát. 2. Phiền bạc. Tiếp nhận thông tin, một trong các công tác đầu tiên của lực lượng cảnh sát khi đó là thu thập thông tin, tài liệu, hồ sơ, lý lịch, nhân thân nhằm phác họa lên chân dung của bà Anh, đồng thời dựng lên các mối quan hệ xã hội. Thế nhưng công tác này lại vấp phải khá nhiều khó khăn. Xuất phát từ việc bà Anh vốn là chủ tịch của một hiệp hội Tontine tại địa phương, mọi thứ xoay xung quanh vô cùng phức tạp, thế nên các cán bộ chiến sĩ phải mất rất nhiều công sức để dò dẫm được từng ngóc ngách. Hiệp hội Tontine do bà Anh đứng đầu tuân thủ theo đúng mô hình Tontine truyền thống, thứ đã xuất hiện trên thế giới kể từ thế kỷ thứ 17. Làm rõ hơn về hoạt động của bà Anh, các điều tra viên lại càng lúc càng cảm thấy hết sức bất ổn, hiện hữu những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cụ thể, đường dây Tontine của bà Anh cũng giống như các mô hình Tontine khác trên thế giới vào thời điểm đó, là tên của một hệ thống dùng để huy động vốn, có số lượng lớn thành viên. Trong đó, các cá nhân thành viên sẽ bỏ ra một khoản tiền trả trước một lần và góp vào quỹ chung và không bao giờ được trả lại số tiền này. Tổng lượng tiền có trong quỹ chung sẽ được mang đi đầu tư. Sau đó, các thành viên sẽ ăn chia hàng năm dựa trên số lời kiếm được căn cứ theo tỷ lệ đóng góp vào trong quỹ chung từ việc sử dụng quỹ chung để tiền đẻ ra tiền. Về bản chất là các khoản cổ tức hàng năm cho đến khi qua đời, từ biệt trần thế. Điểm chí mạng ở đây nằm ở việc do tuyệt đối không thể thay thế thành viên mới khi mà một nhà đầu tư, tức là một thành viên tham gia vào hiệp hội Tontine của bà Anh, nhắm mắt xuôi tay,
phần góp vào trong quỹ chung của người này được tự động chia cho các thành viên còn sống và lại tiếp tục ăn chia nhau lợi nhuận kiếm được trên tỷ lệ góp. Đúng nghĩa là chơi đến hơi thở cuối cùng. Hay nói cách khác, ở trong mô hình này, thành viên nào càng sống lâu và số lượng thành viên còn sống càng ít thì lợi ích, tức là cổ tức có thể nhận được hàng năm của thành viên đó lại càng lớn. Và thành viên còn sống cuối cùng thì sẽ là người được hưởng toàn bộ phần lợi ích. Còn ngược lại, nếu như tất cả các thành viên đều không còn trên cõi đời này nữa thì vòng đời của Chongqing sẽ kết thúc và tùy theo cam kết ban đầu sẽ bắt đầu một vòng Chongqing mới. Nếu không thì chính phủ thường sẽ là địa chỉ để hấp thụ số vốn còn lại. Không chỉ có điểm chí mạng trong mô hình làm ăn của bà anh khiến cho tiềm ẩn và cả hiện hữu tới hàng loạt các rủi ro về mệnh hệ, hay là việc bản thân nó có thể cho con người ta đủ động cơ để làm việc sống, mà còn là thông tin liên quan đến tung tích của bà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau nhiều công sức rà soát và dựng lên các mối quan hệ xã hội của bà anh, cơ quan điều tra nhận thấy có một điểm nổi lên chỉ dấu đến một người. Đó chính là người mợ trong lời kể của những đứa con của bà anh. Đó vừa là người mà bà anh đi gặp ở lần cuối cùng được nhìn thấy còn sống, vừa là một thành viên trong dây Chongqing do bà anh đứng đầu. Cụ thể, theo lời kể lại của người mợ của các con bà anh, tức là vợ của em trai bà, khi được gia đình hỏi về bà anh thì người phụ nữ này đã thuật lại một câu chuyện tương đối ly kỳ và lạnh gáy. Đó là người em dâu này vốn dĩ có hẹn với bà anh vào sáng ngày 9 tháng 5 ở một bến xe buýt trong thành phố, rồi dự định sẽ cùng với nhau đi gặp một người thứ ba để giải quyết một số vấn đề về tiền nong. Thế nhưng khi vừa mới gặp nhau ở bến xe buýt, bỗng từ đầu lao tới một chiếc xe ô tô do một cặp nam nữ điều khiển phóng như bay trên đường và đỗ xịch trước mặt hai chị em. Ngay sau đó, bà anh lên xe và có mời cô em dâu đi cùng, nhưng cô này từ chối. Và đó cũng là lần cuối mà cô nhìn thấy chị chồng còn thở. Cảm thấy quá mông lung với các thông tin và công tác điều tra xác minh các mối liên hệ của bà anh vẫn chưa có tiến triển khả quan, bởi vì các đối tượng nghi vấn đều có chứng cứ ngoại phạm vững chắc, xác đáng. Trong khi thì người nhà khẳng định rằng mối quan hệ giữa bà anh và cô em dâu khá là thân thiết, với hy vọng cô này sẽ nhớ thêm một chút thông tin nào đó có liên quan đến sự kiện bà anh đi lên xe hơi đi mất, hoặc là đặc điểm nhận dạng của cặp nam nữ lạ mặt kia. Cơ quan điều tra đã mời cô em dâu đến làm việc, cung cấp lại thông tin. Tuy nhiên thì ở thời điểm đó, các điều tra viên cũng đặt ra giả thuyết rằng với hoạt động làm ăn của bà anh thì không chỉ các thành viên trong dây Chongqing mà cả những mối quan hệ thân cận hoặc là bất kỳ ai biết rằng bà tham gia và thậm chí là đứng đầu dây Chongqing này đều không nằm ngoài vòng nghi vấn. Có nghĩa rằng bản thân cô em dâu vẫn chưa được giải nghi vào thời điểm này. Và để có thể tiếp cận cũng như mời cô này tới làm việc, cơ quan điều tra đã sử dụng phương hướng coi như đây là một nhân chứng cho vụ việc. Tập trung vào nhân vật cô em dâu, người này có tên đầy đủ là Sim Chu Kang, tức Sẩm Như Dao, 44 tuổi. Là một bà nội trợ với công việc hàng ngày là bếp núc và chăm sóc chồng cùng với 6 đứa con ruột. Trên bàn làm việc, đối diện với các điều tra viên, Giao không một chút suy nghĩ, tường thuật lại mọi chuyện như thể là những hình ảnh và sự kiện đó đã in hằn vào từng nếp nhăn trong não. Và cũng có thể là do quá thuận mồm, bởi vì đã kể đi kể lại tới hàng chục lần cùng một câu chuyện. Thế nhưng, khi tới cơ quan điều tra để làm việc và cung cấp thông tin với tư cách là một nhân chứng, để mang tính chất khách quan và như là một biện pháp thông minh tự bảo vệ mình, Giao có dẫn theo cô con gái lớn là Phạm Bích Hạ đi cùng và ngồi cạnh. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra mà đến chính Giao cũng không thể lường trước được. Đó là khi còn chưa dứt câu chuyện thuật lại những gì đã xảy ra với bà anh, thì cô con gái Bích Hạ của Giao chợt cắt ngang lời mẹ, hắng giọng và nhắc mẹ cần phải kể đúng sự thật ngay trước mặt các điều tra viên. Quá đội bối rối, Sầm Như Giao đã phải kể lại sự thật. Đây là câu chuyện mà Giao đã vô tình kể cho Hạ nghe ngay trước khi nhận lời mời của cơ quan điều tra đến trụ sở để phối hợp làm việc cung cấp thông tin. Đó là vào sáng ngày 9 tháng 5, Giao và bà Ánh không hề gặp nhau ở bến xe buýt như đã hẹn từ trước. Ngay cái lúc Giao vừa định đi ra khỏi nhà để đến điểm hẹn gặp mặt thì bà Ánh đã đến nhà Giao để nói chuyện. Theo sau bà còn có một cặp vợ chồng lạ mặt. Tại đây, bà Ánh nói rằng dẫn theo hai người kia đến là để cho Giao làm chứng cho câu chuyện giữa họ. Và bởi vì Giao vừa là người nhà vừa là một thành viên trong đường dây Chongqing của bà anh, thế nên bà vô cùng tin tưởng Giao biết được những chuyện thâm cung bí sử cho chuyện làm ăn của mình. Trong lúc lời qua tiếng lại về chuyện tiền bạc, bà anh với cặp đôi kia nổi xung, chửi bới nhau rồi hầm hè bục hự. Ngay vào cái lúc mọi chuyện dâng lên đến đỉnh điểm, gã đàn ông đó chợt rút từ trong người ra một con nhọn hoắt to bản rồi vung lên phập xuống đi ngang mặt bà anh. Giao đứng bên cạnh nhoài người tới cạnh ngăn thì không biết cụ thể là ai, thế nhưng Giao lập tức ăn ngay một phát đấm thẳng vào mắt đến nổ đom đóm. Ngay khi bị trúng đòn, Giao bổ nhào xuống đất rồi lập tức vội vàng chạy ra khỏi căn nhà, bỏ lại cảnh tượng gã đàn ông kia tiếp tục sấn sổ tới làm thịt, trong khi bà anh cũng rất gay gắt trong việc chống trả. Một lúc sau,
Giao quay trở lại nhà mình thì cả ba người đó đã đi đâu mất. Do quá sợ hãi và lo lắng rằng mọi chuyện có thể khiến cho bản thân và gia đình bị liên lụy, thế nên Giao bắt buộc phải tạo ra một phiên bản khác ngoài cái sự thật này để kể lại cho mọi người. Sau khi Giao dứt lời, các điều tra viên lập tức xoáy sâu vào các chi tiết, đặc biệt là việc có tới hai phiên bản của sự thật, cũng như là sự khác lệch với các địa điểm mà ba anh được nhìn thấy lần cuối hay là các sự kiện xảy ra. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng kịp thời xin lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Giao. Và rõ ràng, như là những gì mà Giao đã kể, căn nhà hoàn toàn sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì cho thấy tung tích hiện tại của ba anh tồn tại tại đây. Bên cạnh đó, do quá hoảng loạn, thế nên Sầm Như Giao ở hiện tại cũng chưa thể cung cấp được thêm thông tin để có thể phác họa được chân dung, nhận diện hai người nam nữ bí ẩn này. Kể từ lúc này, trường hợp ba Phạm Lệ Anh chính thức được xếp loại trở thành mất tích. Cặp đôi lạ mặt kia là ai? Có liên quan như thế nào đến ba anh? Câu chuyện tiền bạc giữa họ đến mức như thế nào mà gã đàn ông kia lại có thể đến mức như vậy? Mệnh hệ của ba anh giờ đây ra sao? Và quan trọng hơn cả, có đúng sự thật mà cô em dâu Sầm Như Giao kể về lần cuối cùng chị chồng của mình có phải là sự thật hay không? Tại sao Giao lại không chủ động cung cấp thông tin này cho cơ quan điều tra, dù sau bao nhiêu lần kể về phiên bản thứ nhất cũng đã chịu kể đến phiên bản thứ hai cho con gái nghe? Còn điều gì uẩn khúc đằng sau những lời kể này của Giao, hay là sự mất tích của bà anh? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: LLB, The Straits Times, A Family, VN Express cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.